Trải qua bao thăng trầm cùng tốc độ đô thị hóa, làng nghề đan cót thôn Vân Thị, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn tưởng chừng mai một. Tuy nhiên, nhờ kiên trì giữ nghề, năng động tìm kiếm thị trường mà giờ đây sản phẩm của làng đang dần được khôi phục và xuất khẩu thành công. Thay vì phải làm hết các công đoạn từ nhập luồng, nứa, về tự ngâm, chẻ nan thủ công để đan cót bán nhỏ lẻ, thì giờ đây nhờ có đại lý cung ứng nguyên liệu nan chẻ bằng máy, hướng dẫn cải tiến cách đan, thu mua ngay tại làng, nên việc đan cót rất đơn giản và nhẹ nhàng. Thu nhập lại cao gấp đôi so với trước kia, khiến bà Bích rất phấn khởi. Vợ chồng tôi thì già rồi, nhà đan cót, ngày đan được 10 tấm. Xưa là phải lấy nứa về chẻ, bây giờ là ở công ty họ xuất khẩu cho là đem nan về cho, giao cho mà đan. Cái nan đen là vớt ra, cái nan xanh vớt ra, đan nguyên nan trắng, thẩm mỹ ngày cao hơn ngày xưa. Bây giờ được phấn khởi là ra được ngoài nước ngoài. Mong là cái nghề này cứ mãi mãi cho các bà con được thu nhập, được kinh tế hơn. Thôn Vân Thị đang có trên 200 hộ dân làm nghề đan cót với khoảng 600 lao động. Hiện nay, việc đan cót đã được cải tiến, các thanh nan được chẻ bằng máy giúp người thợ mất ít công, sản phẩm làm ra đều và đẹp hơn, từ đó đã dần khẳng định được chỗ đứng trên thị trường. Phấn khởi nhất là hiện nay sản phẩm cót của làng đã được thu mua giá cao để xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Trung bình mỗi ngày, làng Vân Thị tiêu thụ 1.500 tấn nan chẻ máy, với sản lượng hơn 500 tấm một ngày, sản phẩm bà con làm ra đến đâu được xuất đi đến đó, không có tình trạng tồn kho. Tôi nhận cái hàng cót này về, đi tìm cái nguồn nguyên liệu về cho bà con đan. Thì hiện nay cót này chủ yếu là xuất khẩu, mỗi một lần xuất cứ 2 ngày là khoảng cỡ tầm 700 đến 800 tấm rồi, mà đang hướng tới là sẽ tới là khoảng nghìn hoặc trên nghìn tấm, mà cái khả năng này sẽ được. Bởi vì cái lượng dân về đang khôi phục cái nghề này, ra ngày công bây giờ là 18.000 trên một mét tấm, và mỗi một tấm là 3 mét vuông, tức là 6.000 đồng trên một mét vuông đan cót. Đây cũng là một cái nguồn thu không nhiều nhưng mà cũng là cái nguồn thu cơ bản cho những cái người hết tuổi lao động. Đầu ra ổn định nên không chỉ có người dân thôn Vân Thị mà nghề đan cót đã và đang được nhân rộng ra toàn xã và trở thành nghề chính của nhiều hộ. Với mức thu nhập ổn định từ 120.000 đồng một ngày trở lên, đời sống của người dân nơi đây được nâng lên, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã Gia Tân năm 2021 lên 40 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 2,3%. Con này thì con đan xuất khẩu cho nên là vẫn đẹp hơn. Đan phải đan chọn đan đẹp. Một tấm này thì đến như đan bình thường thì là 1,5 tiếng. Này thì được vừa chúng cháu vừa đan thì được 6 tấm. Đấy. Một tấm tôi được 18.000, cũng phấn khởi về cái làng nghề truyền thống của mình vẫn giữ được. Sau nhiều năm tưởng chừng bị mai một thì nay làng nghề đan cót Vân Thị, xã Gia Tân đã vượt qua khó khăn và tìm được hướng đi mới, nắm bắt cơ hội để phát triển làng nghề.